Đừng nói you welcome nữa. Mặc dù đây là một cụm rất phổ biến, nhưng còn có cả tỷ cách khác để đáp lại câu thank you. No problem. Đây là cách nói khá là xì xòa thân thiện. Thank you. No problem. Nếu muốn trang trọng và lịch sự hơn thì dùng my pleasure. Thank you. My pleasure. Và bạn cũng có thể dùng sure. Sure thing. Hoặc là of course. Đây là cách nói friendly. Đương nhiên rồi, mình vẫn sẽ làm việc đó bởi vì mình muốn làm việc đó. Cách thứ 5 đấy là bạn cũng có thể nói là no worries, don't worry. Đây là cách đáp lại mình thấy rất là nhiều khi mà mình còn đi làm thêm ở một nhà hàng ở Anh. Bạn cũng có thể kết hợp hai cụm đó là sure, you're welcome. No worries, my pleasure. Of course, my pleasure. Những cách đáp lại khác đó là don't mention it, anytime, no sweat, it was nothing, I'm happy to help. 1 minute English with Miss An. Follow and subscribe.